hôm nay tin mừng Chúa cho chúng ta thấy là câu chuyện của những người mà ở trong bóng tối và trong ánh sáng. Nào, mời các bà cụ này lên đây. Một bà lên đây. Rồi mời dắt bà lên cho. Dắt bà lên cho. Rồi, một bà. Quay xuống bà, quay xuống. Hai bà. Rồi, bà đứng vậy đi, đứng vậy cho anh nhìn thấy. Rồi. Ông đi xuống, ông đi xuống. Bà đứng được, ông đi xuống đi. Đấy, rồi. Có nhìn thấy gì không ạ? Mấy bà ạ? Bà này sao? Bà này sao đây? Rồi, đây. Mấy nhà ở đó. Đấy, quay xuống không? Đấy, như vậy. Rồi. Bà này đến đây bà khác. Để ta lên mây. Chơi trò rồng rắn lên mây. Bà để bên đây. Rồi bà còn bà nào nữa? Bà này nữa phải không? Bà nào nữa? Bà nào còng lưng nữa không? Còn bà nào còng lưng nữa không? Còng lưng rồi. Để ta lấy lại. Để ta lấy lại. Rồi rồi rồi. Cho bà này khỏe khỏe đi. Cho bà này đứng chứ. Bám vào cái bà. Rồi. Làm việc vô bài đấy. Rồi, cong xuống. Rồi, thưa anh chị em, đây là hình ảnh. Đây, bà nữa đang đây, đây đâu này. Thưa anh chị em, trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói có một bà bị còng lưng bao nhiêu năm? 18 năm. Đây hình ảnh của những bà còng lưng mà khi lên đặt tay tôi thấy các bà lưng bà còng xuống, mà nhất là bà này lại còng nhất. Bà bao nhiêu tuổi? Chín mươi chín. Rồi, số là cho mày cầm hoa tay. Bà bao nhiêu? Dạ, 74. 74. Bà bao nhiêu? Con nào 78. 78, 74, 99. Bà bao nhiêu? Dạ, là cha con 88. 88, bà bao nhiêu? Cha con 74. 74, bà bao nhiêu? Thưa cha con 82. 82, bà bao nhiêu? Dạ, thì cha con 75 ạ. Trong mình trong hóa tay chào các bà. Thì chị em Chúa vào trong hội đường, thấy có một bà còng lưng. Thấy nhiều bà còng lưng, bà thì 99, lớn nhất là 99, trẻ nhất là 75. Từ 75 đến 99, các bà còng lưng như vậy. Chúa thấy bà ấy còng lưng, nhớ chưa? Chúa thấy bà ấy còng lưng, Chúa lại gần bà ấy, Chúa thấy, Chúa lại, Chúa chạm tay vào bà ấy và Chúa chữa cho bà ấy đứng thẳng lên. Rồi mấy bà đứng thẳng hết lên. Cho mấy bà phát tay. Rồi đây gửi tặng cho mỗi bà một cái máy nha. Tặng cho mỗi bà một cái máy. Đây bà 99, con gửi tặng bà nha. Đây bà 88, bà 78. Bà có lấy không? Bà 75 có chưa? Dạ thưa con, cha con chưa có, nhưng mà bây giờ có một điều là con xin cho tôn giáo bạn, bây giờ họ uốn ướt ao nhưng mà họ không thể đi được nữa, thì họ nói con là thế mà chị đi nên làm chứng cho Chúa được ấy, thì chị xin cha cho em một cái về để em nghe cho chắc được. Bà lấy mấy cái? Dạ con, cha cho con một cái với lại con xin cho tôn giáo bạn một cái thôi. Rồi đây bà có chưa? Dạ con có một bài. Mà bây giờ chắc quay xuống, mời bà quay xuống. Rồi bây giờ quay xuống cho mình tầm tay hơn các bà quay xuống. Rồi còn cái nữa. Rồi còn một cái nữa, bà có chưa? Người ta con có hai cái rồi, con cho người ta rồi. Có hai cái cho người ta rồi, đây. Vâng, thưa anh chị em, có một bà duy nhất là bà 99 tuổi là bà là còng lưng nhiều nhất ở chúng ta. Cha con có rồi, nhưng mà giờ cha cho con được con nhận. Nhưng con xin cha thêm ba cái nữa, giờ để cho con đứng con nệ để đi ai? Cho trong lời vô cha, để đi hoạt động. Tại giới trước con á, mà khô khan lắm. Giới trước con hiểu bây giờ chỉ trong giới trước giờ có ba cái máy rồi thôi. Trong một giới trước có ba cái máy thôi.
Hả? Không có, để chặt. Không có cái nào cả. Vâng, để tôi tặng cho bà đúng 3 cây nữa để bà đưa về. Bà bao nhiêu tuổi? Dạ, con 74. Vâng, 74 mà còn hăng hái như thế. Giám sứ Phan Thiết cửa Bình Thượng chứ. Mái Phan Thiết Bình Thuận, thưa anh chị em, 74 mà còn hăng hái nhiệt thành đi loan truyền như vậy. Trong giáo xứ của mình chưa ai có máy, bà xin thêm 3 cái. Còn bà cụ thì xin cho một người tôn giáo bạn. Còn bà nào xin nữa không? Bà 99 có xin cho ai không? Dạ. Bà có xin máy cho ai nữa không? Có xin một người ra ta, con xin một gia ta thôi ạ. Vâng, có một cái thôi ạ. Vâng, chúng ta còn bà nào xin nữa không? Hết chưa? Đủ hết chưa? Rồi, cho mày chồng, hả? Cho với con lấy cho mà con mua rồi. Cho thì con lấy mà con mua rồi. Rồi, chúng ta một chồng phát tay nữa để tạ ơn Chúa cho các bà. Rồi, mời các bà về chỗ, các bà đứng lâu thì mỏi lưng các con. Mấy anh em dẫn các bà xuống hình trạng ấy. Dẫn mấy bà xuống hình trạng ấy. Con dẫn mấy bà xuống. Mời các bà về chỗ ngồi. Và ghế dựa, đứng lên. Đó, vì biết đối xử tốt đi. Đó, việc tập đối xử tốt đi, mấy bà ghế dựa đứng lên rồi cho mấy bà còng lưng vào cái gỗ ngồi. Đó, mình tập đối xử tốt vậy đó. Mời bà vào ghế ngồi.